Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Global Success và hôm nay chúng ta tiếp tục với bài số 9 Festival Around the World với cái bài Communication nhá. Trang 96. Ok, Everyday English này. Diễn tả một cái sự thất vọng, disappointment, expressing disappointment, diễn tả sự thất vọng. Hãy nghe và đọc cái đoạn hội thoại này và tập trung vào những cái chỗ người ta bôi đậm đó. Ok, how was the music festival last Sunday? Lễ hội âm nhạc vào thứ chủ nhật tuần trước như thế nào? It was disappointing, nó đáng thất vọng, nó thất vọng lắm. Why, tại sao vậy? The band was late, ban nhạc thì tới trễ. And the singer weren't very good either, và ca sĩ cũng chẳng giỏi nữa. It was a big disappointment, nó là một cái sự thất vọng lớn. Rồi làm việc theo nhóm, hãy làm một đoạn hội thoại tương tự cho mỗi tình huống dưới đây. Ok, bạn của bạn đã đi xem lễ hội phim, lễ hội điện ảnh cho thanh thiếu niên, nhưng mà không có nhiều phim mà anh ta thích. Rồi, đoạn số 1 chúng ta có thể nói như thế này. How was the film yesterday? Những bộ phim ngày hôm qua như thế nào? It was dull and boring, nó chán lắm. What's the problem? Vấn đề là gì? Almost all of the film were not interesting. Tất cả các bộ phim đều không có hay, không có thú vị. Rồi cái đoạn số 2, cái bài số 2, bạn của bạn đã đi tới chợ để mà mua những cái đồ trang trí cho Tết Trung Thu, nhưng mà không có nhiều đồ trang trí để chọn lựa. Did you buy anything when you went to the market? Bạn đã mua gì khi bạn tới chợ vậy? Unfortunately, không may, I could not choose anything as there. In not a wide range of decoration for the Mid-Autumn Festival. Không may này, tôi không thể chọn được cái gì cả, bởi vì ở đó không có nhiều sự lựa chọn về đồ trang trí cho Tết Trung Thu. Unfortunately, I could not choose anything as there is not a wide range of decoration for the Mid-Autumn Festival. It was disappointing. Ok, thật là thất vọng quá. Chúng ta có đoạn viết như vậy. Rồi cái bài Festival Symbol là ký hiệu những cái biểu tượng về lễ hội nhá. Hãy nghe Mark đang nói chuyện về những cái biểu tượng lễ hội. Điểm vào chỗ trống này. Một cái biểu tượng là một cái hình ảnh mà chúng ta sử dụng nó, sử dụng hoặc là nghĩ về nó khi mà chúng ta tổ chức một lễ hội. Cái đầu tiên chúng ta xài từ thing. Câu tiếp theo, một cái biểu tượng luôn luôn là một, mang một cái ý nghĩa đặc biệt nhá. Meaning, special meaning. Cây thông Noel là biểu tượng của một cuộc sống trường tồn, sống thọ, long life đó. Ông già Noel là biểu tượng của sự niềm vui và sự hạnh phúc, happiness nhé. Rồi ok, sang bài số 4 của chúng ta, trang 97 này, chúng ta nối ha. Mid-Autumn Festival là Tết Trung Thu thì sẽ nối với bánh Trung Thu, biểu tượng của nó là bánh Trung Thu và ý nghĩa của nó là biểu tượng của mặt trăng, của sự thịnh vượng và của sự đoàn tụ gia đình. Ok, câu số 2 là Halloween là lễ hội hóa trang. Lễ hội hóa trang thì biểu tượng của nó là con mèo đen Blackheart, và nó là biểu tượng của những cái điều xấu xa. Số 3 lễ phục sinh đúng không? Thì biểu tượng của nó là thỏ Bunny, Easter Bunny, thỏ phục sinh đó. Và ý nghĩa của nó là biểu tượng của một cuộc sống mới, bởi vì nó có nhiều baby, nhiều em bé. Liên hoan phim Cannes, nó biểu tượng của nó là cây cọ vàng đó, cái cọ vàng, và ý nghĩa của nó là biểu tượng của giải thưởng cho người chiến thắng nha. Bài số 5, làm việc theo nhóm, hãy chọn một lễ hội và nói về biểu tượng của nó, về ý nghĩa của nó. Ví dụ là khi mà chúng ta nói về Giáng sinh thì chúng ta nghĩ về cây thông Noel, nó là biểu tượng của cuộc sống lâu dài. Khi chúng ta nói về Tết Holiday thì chúng ta thường nghĩ tới hoa đào, hoa mai và cây quất. When we talk about Tết Holiday, we often think of peach blossom, apricot blossom, and kumquat trees. Rồi cái bài communication trang 96 và 97 tạm dừng tại đây.